sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó các bạn thức dậy và phát hiện ra các bạn đang ở trong một toa tàu bí ẩn, và các bạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi toa tàu nếu như không tìm được những điều bí ẩn ở trong toa tàu này. Nếu như bạn nào đã từng xem mình chơi một cái tựa game là Exit 8 thì chắc các bạn cũng biết có một cái trò game, đó chính là các bạn sẽ phải đi vào trong một cái vòng lặp vô tận và các bạn sẽ phải tìm ra những cái điều bí ẩn, ví dụ như là vết máu ở trên sàn hay là vết máu ở trên cửa sổ. Đây chính là những điều bí ẩn ở trong toa tàu và bọn mình sẽ phải giải đáp để có thể thoát ra khỏi toa tàu này. Liệu rằng mình và Sammy có thể thoát ra được hay không thì đừng quên hãy xem hết video này để biết nha. Và đừng quên là hãy bấm vào nút like video này và đăng ký kênh cho mình và Sammy để bọn mình có thêm động lực làm thêm những video Roblox mới nữa nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thế nào? Let's go! Rồi, ok, hiện tại bây giờ là tôi với Sammy đang có mặt ở trên cái tàu điện trong Exit 8 này nè các bạn. Đó, thì lần này chúng ta sẽ chơi phiên bản tàu điện nha các bạn nha. Thì nhìn ở bên ngoài, có thấy gì ở bên ngoài không? Hình như là không thấy gì được bên ngoài hết trơn rồi. Hay sao á? Đúng rồi, cái tàu đang chạy và ở trên cái tàu này sẽ có một anh hành khách đang ngồi trên đây. Mình sẽ nhìn cho kỹ nha, anh này mặc áo xanh nè. Đó, mặt anh ấy là không hề cười nha. Mặt anh này là đang gọi là bình thường nha các bạn đó. Ok, có một cái vali dưới chân nè. Rồi, để coi xung quanh có gì ở đây. Xung quanh sẽ có những cái bức tranh, đồ trang điểm, đồ kiểu nè. Ồ, bên đây là khủng long. Ui, tính ra trong đây nhiều mấy bức tranh quá, sao mình nhớ hết được ta? Nói chung mà tranh nó bình thường chứ không có không kỳ gì đâu. Mình cứ nghĩ tranh bình thường thôi. Rồi, ok, nói chung mấy bức tranh bình thường nè. Ở trên đây sẽ có thêm nè, phải nhớ nha. Ở trên đây còn có thêm mấy cái tấm poster ở phía trên nữa nè nha. Ồ, ok. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên toa tàu tiếp theo để xem thử. Rồi. Không có gì khác biệt hết. Bây giờ đi nè. Qua nè. Rồi, thời gian bắt đầu. Rồi, kiểm tra coi. Anh này nhìn bình thường nè, không có gì hết nha. Cái tàu này nhìn cũng bình thường, mấy bức tranh nhìn cũng bình thường. Ok, có vẻ như mọi thứ vẫn đang bình thường, không có chuyện gì hết các bạn ơi. Ui, ở bên đây có một cái bức tranh kinh dị. Wow, nhưng mà hình như nãy bức tranh này là có trên tàu rồi. Đúng rồi. Bây giờ để mình xem. Ô! Ô! Cái gì đây? Cửa mà nó có gì? Ui, cái cửa nó có máu mấy bạn ơi, có máu màu đen đen này. Rồi, vậy là mình phải đi ngược lại. Không biết dầu đó. Cái gì? Dầu sơn đó, hiểu không? Sự khác biệt đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngược lại nha. Rồi rồi, đi ngược lại nè, đi ngược lại nè. Rồi. Rồi là đúng. Ok, ủa nhưng mà làm sao mình biết được mình đang ở toa tàu số mấy ta? À đây đây đây. Tòa ở trên 2. Đây nè. Tòa số 2 nha các bạn nha. Chúng ta đang ở tòa số 2. Rồi ok. Cái điểm dị dạng là quay liền. Đi tiếp để coi tòa tiếp theo này nó sẽ. Ủa tôi thấy có gì đây? Cái gì vậy? Ui, một con gấu bông. Ui, con gấu bông này là gấu bông màu đen mà nó đang bị mây vá cái kiểu nhìn giống như là ai yểm bùa nó vậy các bạn. Ghê quá, ghê quá. Quay lại. Ê, tính ra dễ ha. Sao vừa mới vô thấy dễ quá các bạn. Chắc là từ từ nó mới khó. Mấy rồi. Cái địa mà dị dạng nó dễ quá. Rồi, mình sẽ đi ngược lại nè. Rồi, vậy là chúng ta sẽ đến tầng 3. Rồi, để xem coi. Những cái mặt anh coi. Anh này sao, bình thường không? Vẫn đẹp trai. Ok, rồi, xung quanh nè. Mọi thứ vẫn bình thường nè. Mấy tấm poster trên tường vẫn bình thường nè. Cô bé uống trà sữa nè. Đây là samurai nè, mấy bức tranh. Đấy, chúng ta phải kiểm tra kỹ mấy bức tranh nha các bạn nha. Nhiều khi bức tranh nó có gì khác biệt mình không biết á. Rồi. Trang rồi đó. Hình như là mọi thứ bình thường rồi các bạn. Rồi ok, đi qua tàu tiếp theo nè. Tàu số 4. Tàu số 4 đúng không? Yes. Yes. Vậy là còn 4 toa tàu nữa là thắng. À, quá đơn giản. Dẻo vậy, 8 toa là thắng hả? Đúng rồi, 8 toa tàu là thắng. Rồi, toa tiếp theo nè, từ từ. Toa tàu này có gì đặc biệt không? Phải kiểm tra cái anh này trước. Cái anh này là quan trọng nè. Anh này vẫn bình thường nha. Rồi. Ê, tính ra game Roblox này hay phết các bạn. Vô là mình có thể đi tìm mọi thứ khác biệt ở xung quanh game này hay phết á. Nè, bức tranh này tôi nghi bức tranh này nó sẽ có gì đặc biệt nè, nên là phải nhìn kỹ. Ok. Không có. Rồi, hình như mọi thứ ok đó. Rồi mình sẽ đi qua luôn. Số 5. Số 5 luôn rồi nè. Một chừng là hai toa không có gì khác biệt luôn. Rồi, anh trai này vẫn bình thường nè. Mọi thứ xung quanh ở trong toa tàu này cũng bình thường nè. Không có gì khác biệt hết đúng không? Mấy bức tranh này cũng bình thường. Từ để kiểm tra ở trên đây có mấy tấm poster còn không? Còn. Khoan, cái này là gì đây? Ui, ở trên trần nó có mấy cái giọt nước gì nè các bạn, phải không? Ủa có đâu. Ủa có không ta? Không có, tàu sao có giọt nước được hay là mình chưa, hồi nãy bọn mình chưa có nhìn ở trên đây cho nhưng nên là bọn mình không biết trên hả? Đây có không? Ông nhìn đi lui coi nó có giọt nhiễu nhọt xuống không? Không, bọn mình cứ đi ngược lại đi, nói chung là nó cũng có gì đó khác nó biệt á. Nó là dị dạng rồi. Rồi đi ngược lại ra coi thử coi. Sáu. Ui, khó nha. Đúng luôn các bạn, đó thấy không? Lại đi, không rồi. Có, không có giọt nước nữa chưa? Ồ, không có giọt nước ở trên trần nha các bạn. Rồi, ok rồi. Rồi vậy là phải nhìn vừa từ trên xuống dưới đất luôn phải không? Đúng rồi. Rồi mấy anh này vẫn bình thường nè, mấy tấm poster vẫn bình thường nè. Khó nha. Rồi mấy bức tranh này sao? Vẫn bình thường. Ghê. Rồi. Có vẻ là bình thường rồi đó. Dễ quá vậy. Đi qua luôn rồi tầng 7 nè. Ok. Tầng số biết mà, kiểm tra chú kỹ vô. Trời ơi, thấy chú quá sai là từ đầu rồi. Ủa trừ là cái gì ta không nhớ. Không sao không sao không sao, làm lại lần này để xem coi. Rồi mọi thứ vẫn đang bình thường đúng không? Không sao, mình làm sai mình làm lại thôi các bạn. Gì đây? Vết chân màu đỏ kìa. Vết chân cái này là có vết chân dính máu các bạn. Rồi đi ngược lại, lại. Rồi. Ai ăn tương cà tương ớt xịt đó vậy? Ai ăn tương ớt làm đổ ai dặm lên á chứ. Rồi.
Không có gì đâu các bạn. Rồi ok. Nhìn mặt anh này anh này vẫn rồi. Bình thường nè. Mọi thứ trong đây. Rồi toa số 1 nè. Mọi thứ vẫn bình thường nè nha. Rồi ô, con có bông hồi nãy rồi đúng không? Quá dễ. Rồi đi ngược lại thôi. Quá dễ. Rồi. Trời ơi, cái này chỉ cần là bạn nào tin mắt đó là qua được màn này. Đúng rồi. Rồi đi tôi ngược lại. Mắt tin mắt của tôi. Rồi qua đây. Anh trai này vẫn bình thường nè. Toa số 2 rồi nè. Rồi ok. Trời ơi. Nhìn trên trần nhà coi có nước không? Không có nước. Bức tranh này thì sao? Bức tranh này cũng bình thường luôn. Ê, ông lỡ thử ngoài cửa sổ có cái gì dạng nhưng nó thắc mắc ghê. Đúng. Nhiều khi ngoài cửa sổ nó có gì đó. Nhìn ngoài cửa sổ coi, hình như cửa sổ cũng không có gì sao mày. Rồi hình như là tôi thấy là cái toa này bình thường đó bạn. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Ok, qua toa tiếp theo là toa số 3 nè. Qua nè. Đó. Đấy, thấy chưa? Toa số 3 hợp lý. Cái màu không giống nha. Rồi tới lượt anh trai. Ủa, khoan. Cáo anh trai này hồi nãy là màu xanh đúng không? Sao giờ nó hơi màu hồng hồng á nha. Cái toa nó đang màu đỏ. Ok, ông nhìn ngưng cái tòa đi. Hả, cái tòa gì? Cái màu nó đang bị đỏ đỏ không? Xin là đỏ vậy? Ở trên đây nó có cái màu đỏ đỏ gì nhìn lạ nữa bạn. Rồi, khác biệt. Chạy. Rồi, chạy ngược lại. Rồi, vậy là mình sẽ đến đó, toa số 4. Thấy chưa, nó không hiểu màu đỏ. Rồi, thấy không? Bình thường lại nè. Đó, cáo ảnh bình thường lại nè. Rồi, toa này thì sẽ có gì khác biệt không đây? Để kiểm tra thử coi. Nhớ mấy cái bức tranh này là đặc biệt nè, phải kiểm tra nè. Rồi. Nhìn cửa sổ nha, lỡ. Cửa sổ ngoài, à? Rồi lỡ ngoài. Rồi, cửa sổ cũng không có gì hết. Rồi, phải kiểm tra kỹ bạn ơi, tôi không muốn chê lại từ đầu ở đâu. Đó, mọi thứ có vẻ ok nè. Trên rồi. Trần. Trần nhà vẫn bình thường, không có gì hết. Vậy chắc là đúng rồi đó. Vậy mình đi tiếp đi ha. Phải từ. Thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Không bình thường là không. Xém nữa là dính bẫy rồi bạn. Xém nữa dính bẫy rồi thấy không? Nó trời ơi. Một ít tương cà lên gọi là lên cái tấm kiến cái là nó khác biệt liền. Đi ngược lại có vết máu ở ngay cửa sổ. Rồi có vết máu ngay cửa sổ đi ngược lại rồi. Thật là đáng sợ. Rồi màn 5 này nè. Rồi ok anh trai này. Vẫn bình thường. Cái ba lô của anh vẫn bình thường, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Trần nhà, bây giờ mình kiểm tra trần nhà. Trần nhà có vết nước, rồi ok, đi ngược lại. Okay. Qua đơn giản, giờ là mình không mắc sai lầm nữa bạn ơi, mình có kinh nghiệm rồi. Đúng rồi, giờ mình có kinh nghiệm, mình thắng luôn cho bạn coi nè, rồi tầng 6 rồi nè. Đừng sai nữa nha, rồi, sai lầm mệt anh trai đó. Này bình thường nè, mọi thứ xung quanh bình thường đúng không? Cái cửa này, ủa? Cái cửa này nó có cái vàng vàng này không ta? Có không? Nè mấy bạn, cái cửa này nó có cái sọc vàng vàng này không ta? Trong này không có cái gì màu vàng luôn á. Ơi, tự nhiên tôi lú lú nha. Chết rồi. Bạn ơi, mấy bạn nhớ là cái cửa nó có màu vàng không? Đừng quên comment nha, từ tôi không nhớ là cái cửa nó có màu vàng. Ok, mọi thứ có vẻ vẫn ổn nè. Tôi thấy cái cửa không hợp lý. Cái cửa nó bị nghi á, cái cửa sao có màu vàng? Sao cái cửa này nó có cái vàng vàng này nè. Không có màu gì màu vàng chứ màu đỏ, mới là màu đỏ màu trắng thôi. Hay là mình cứ qua thử đi nha. Biết đâu là bọn mình gọi là không nhớ kỹ thôi chứ thật ra nó có là sao đúng không? Không nhớ cửa màu vàng, lui đi. Lui hả? Chắc chưa? Chắc đúng không? Rồi này tôi nghe lại sao nhớ bạn nha. Rồi tôi sẽ đi ngược lại. Chắc tôi nhớ không nhớ có màu vàng. Rồi đi ngược lại nè. Ok. Ôi không, bạn đã bỏ lỡ một điều bất thường. Rồi sai sao ơi. Ủa? Thấy chưa? Nó có cái màu vàng nè. Nó có màu vàng. Trời ơi, nó có màu vàng mà sao? Xui thiệt sự. Ủa, tự nhiên hai đứa mình qua mặt sau cái tự nhiên nhìn thấy cái cửa màu vàng. Tiến thấy cửa có màu vàng cái lú lú các bạn. Rồi đi tiếp để coi lần này khác gì ở đây. Ủa nè, vẫn là mấy vết chân máu nè. Trời ơi, sao cứ đến màn 6 là bọn tôi lại thua vậy trời. Lời nguyện số 6 hả? Lời nguyện số 6 rồi. Xích đó. Ok rồi. Rồi màu đỏ lui lại. Màu đỏ. Đây tòa này có màu đỏ nè. Rồi ok, đi lui lại. Bây giờ mình đi nhanh luôn nha bạn nha. Mình chơi nhanh cho bạn coi nè. Rồi mấy anh trai này bình thường nè. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nè. Không có gì đặc biệt hết nè. Kiểm tra cửa sổ, kiểm tra trên mấy cái ghế nè. Nhiều khi trên mấy cái ghế có vết máu hay gì đó mình không biết đâu. Trên trần nhà. Trần nhà hả? Đúng rồi, trần nhà. Rồi nhà. Không có. Ok. Bình thường đúng không? Chắc chưa? Bình thường. Rồi đi qua luôn nha. Ok. Áp lực quá. Áp lực thật sự các bạn ạ. Rồi, tầng mấy đây? Tầng 3. Ok, rồi. Anh trai này từ nãy giờ anh trai này chưa có gì khác biệt hết nha. Hồi chiều tôi đang mong anh trai này có cái gì đó. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nè. Ê, mấy bức tranh tôi nghi cái bức tranh kinh dị nó sẽ có cái gì đặc biệt cho nên tôi sẽ kiểm tra kỹ. Rồi, cửa sổ bên này thì sao? Có vết máu hay gì không? Tương cà. Trời ơi, nói vết đi ghê quá à. Vết tương cà hả? Đúng ok, rồi. Tương ớt. Ai ăn kép xơi bị đổ tương ớt. Đúng đó, rồi. Ok. Rồi tôi nghĩ là chắc không có gì khác biệt đâu. Đi đúng không? Đi. Ok, đi nha. Tại vì mới tầng 3 mà nghĩ là không có gì khó đâu. Rồi, đúng rồi. Ôi không, thua nữa rồi. Ủa? Nó khó khùng luôn á, từ. Vậy nó có gì khác biệt ta? Cho tôi coi lại được không? Trời ơi, cay quá à. Cho tôi coi lại cái gì nó khác biệt được không? Từ, ông nhìn cái bạn không? Sao cái bạn nó có tiếng... Trời ơi, turn around kìa. Là gì? Đi lại chứ. Không, hình như hồi nãy nó không có chữ này. Tại không. Chẳng qua, không, hồi nãy bọn mình mới đi ngược lại cho nên nó mới lên cái chữ đó. Chứ hồi nãy là nó là số 3 mà. Vết chân máu. Rồi ok. Vậy là phải nhìn mấy cái bạn nữa. Quay lại
Rồi, lần này anh trai này vẫn bình thường. Rồi, tầng số 2 nè, lần này là không được sai nữa nha. Dạ. Rồi, kiểm tra cửa sổ, kiểm tra. Ủa? Cái gì đây? Có mấy cái vết đen đen gì nè. Ai mà, gì ta, cái này là gì đây? Nhớp dữ vậy. Ôi, cái gì mà nó mới cài giật cái vậy? Ôi, có gì đó nó mới cài giật tôi cái luôn, tôi dịch chuyển luôn sao mày? Ôi, ôi, mày đi ngược lại đi. Mày đi ngược lại cho chắc ăn, mày đi ngược lại cho chắc ăn. Nhiều cái sự dị dạng trong này ghê quá. Rồi, chúng ta đã đến được cây phòng số 3. Rồi, kiểm tra anh này trước. Rồi anh này bình thường nha. Rồi trần nhà nè. Bây giờ mình kiểm tra trần nhà nè. Trần nhà bình thường không sao? Rồi. Ủa sao chỗ này nó có mấy cái này nó bị ngắn vậy? Đâu? Đây nè. Chỗ ủa, này từ sao nó ngắn vậy? Nó có mấy cái vòng tròn nè, thấy không? Đang dài tự nhiên ngắn vậy. Ê. Ê, khoan từ từ. Ở mấy cái chỗ butter này nó cũng bị ngắn sao mày? Vậy chắc là không. Cái tay cầm là nó phải dài bằng nhau, cái có cái nào cái cao cái thấp đâu. Mình đi xe buýt thì biết mà. Ừ ha, tôi thấy cái không tay cầm nè. Không bao giờ có cái kiểu này mà bạn nào đi. Ôi, sao tối thui rồi? Ôi không, tôi cần phải đi theo một hướng khác. Ôi đâu, hình như là một mình thua rồi đó. Đừng có chuyện gì xảy ra nha. Chạy đúng không? Ủa, chuyện gì xảy ra không? Ủa là sao? Tôi tiến tắt đèn cái xong đầu trời, mọi thứ. Trời ơi, nó dọa mình xong. Trời ơi, nó mình dọa mình đó bạn ơi. Xong nó dọa xuống tầng không luôn. Ủa, cái anh trai hồi nãy đâu rồi? Anh trai ngồi bên kia, trời ơi là trời. Sai hướng kìa, turn round kìa. Nhưng mà đi hướng này không có được nữa, bên này nó cấm đi luôn rồi. Nè, đi đâu được đâu. Được. Ủa? Ủa sao giờ đi được? Đó đi được. Rồi rồi ok, này anh trai vẫn bình thường rồi, từng ở số 1 lại rồi, cay thiệt chứ. Rồi, khó khùng luôn á. Rồi, rồi kiểm tra. Bình thường là cái này bình thường hả? Vậy là cái này, cái tay cầm này là nó bình thường các bạn ơi, chứ không có gì khác biệt chân á, nó thấp nó cao vậy đó. Ok, ơi, nó bình thường. Cái não mình không hiểu ta. Cái não mình khó quá, cái khó nhớ quá. Cái kiểu này tôi không biết á, hiểu không? Rồi, tuần này bình thường nè. Trời ơi, nhất quyết phải thắng một trận để còn trời gọi là đăng lên cho bạn coi chứ không thôi các bạn. Mấy bạn xem video bạn kêu là anh Phong chị Sam chơi gà quá nữa. Đó, ok, mấy bạn này bình thường nè. Rồi. Ô, con gấu. Rồi thấy con gấu rồi. Thôi quay lại luôn. Ok, rồi lui luôn. Rồi, cái này là màu đỏ nè. Đó, ok rồi. Rồi, chứng tỏ Yafan. Mấy cái này từ nãy giờ mình thấy nhiều rồi, mình đang muốn coi coi nó có cái gì mới không. Đúng đây, rồi. Anh trai này vẫn bình thường nè. Anh trai này không okay. Bao giờ luôn luôn bình thường. Mọi nữa. Thứ trên tàu vẫn bình thường nè. Anh trai C2 nè. Đó, ok. Ô, số 4. Số 4 bị ngược lại bạn ơi. À, mình đi trời ngược lại luôn. Em có khi nào vì vậy mình không chú ý không ta? Nhiều khi có mấy cái nó đơn giản lắm mà tại mình không chú ý đó. Được. Rồi, tầng tiếp theo để coi coi nó có gì khác biệt không nha mấy ní. Ở đây thì mọi thứ vẫn bình thường nè. Vẫn bình thường nè, không có gì nè. Ôi, tại sao hồi nãy mình đang ở số 5 xong mình đi tiếp nó lại qua số 4? Ngược nha. Ủa, khoan từ. Còn gì? Ôi, cái ba lô của anh trai này đâu? Rồi, anh này đi làm việc là có cái cặp ta. Hồi nãy có cái ba lô đúng không? Giờ mất rồi, giờ mình đi ngược lại. Ok. Lui. Đây mày thấy không? Có cái túi này thấy không? Trời ơi, nãy là mình đi mà mình không để ý cái là xong liền. Đó, thấy không? Thua liền. Lừa mình liền. Tìm điểm khác biệt luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến với tầng 6. Ok. Rồi, hy vọng lần này không bị lặp lại như hồi nãy nữa. Rồi, kiểm tra kỹ nha. Nóc nhà nè, bây giờ kiểm tra nóc nhà nè, mình sẽ đi bộ như thế này để nóc mình kiểm tra nhà. Nóc nhà. Không có gì hết đúng không? Rồi, ok, cửa sổ nè. Cửa sổ, nhìn kỹ nha. Tôi sẽ đi như thế này, chúng ta sẽ vừa rồi. Đi vừa nhìn. Không có gì luôn đúng không? Rồi, coi cái chữ ở đây số 6 không bị đảo ngược nè. Rồi, ok. Ồ, mọi thứ ok rồi đó. Vậy chắc đi tiếp à? Rung gì ta? Bây giờ mình bước qua bên kia cái nó quay về màn không cái là mình xỉu liền luôn. Anh kia coi có ảnh ảnh. À đúng rồi. Không? Lỡ nó rụng bớt cộng tóc sao? Phải kiểm tra coi cái anh này ảnh có gì khác biệt hay không đã. Ok, anh trai này không có gì khác biệt hết. Rồi, bây giờ quyết tâm đi, đi hẳn phát luôn nè. Còn cái gì mà để khác biệt nữa nha. Đúng rồi, không gì khác biệt nữa, không còn gì khác biệt nữa, không có gì khác biệt nữa. Yes. Tầng 7 rồi. Một màn cuối cùng nữa thôi các bạn, một màn cuối cùng thôi. Rồi, anh trai này nhìn bình thường nè, không có gì hết nè. Rồi, kiểm tra nóc nhà nha, nhìn nóc nhà nè. Mình giờ mình sẽ đi nhìn lên nóc nhà nè. Mấy bạn nhìn cùng với mình nha các bạn. Đó, nóc nhà bình thường đúng không? Nhìn cửa sổ. Khó quá vậy trời. Rồi, cửa sổ bình thường nè, rồi cửa sổ bên này sao? Vết tương cà hồi nãy các bạn ơi. Đây rồi. Tương cà. Đi ngược lại là chúng ta sẽ đến với tầng 8. Rồi. Anh ui. Kia biến mất luôn. Thôi đi lui luôn Phong ơi. Ui, em từ cái phòng này lạ quá vậy. Ủa, tầng 8 này là N đây nè. N nữa hả? N đây nè. Ủa nhưng mà anh trai hồi nãy biến mất rồi. Ủa khoan, nhưng mà tầng N là mình sẽ đi qua thắng bên đây hay là mình sẽ đi ngược lại? N là thắng đúng không? Ủa thắng chưa? Này mình tầng 7 đúng không? Đúng rồi, mình tầng 7 xong mình đến tầng 8 nè. Nhưng mà quan trọng nè, bây giờ chỗ này không có cái anh nó ngồi ở đây nữa đúng không? Rồi. Thì có nghĩa là bọn mình, có nghĩa là nó đã khác biệt rồi. Thì mình nên đi ngược lại hay là mình nên đi thẳng? Khó gì ta, nó đang chỉ mũi tên đi kìa. Nó chỉ mũi tên, nó kêu mình đi luôn nè. Thử xem coi. Có khi nào nó chỉ mũi tên vậy nó lừa mình không Sam? Tôi cũng nghi vậy đó. Cuộc sống này đừng tin ai hết trơn á. Ủa gì vậy?
Ủa? May quá không đi đó. Trời ơi, nó dịch chuyển mình lại tầng 6 bạn ơi. Trời, ủa? What the hell? Trời ơi, may mà không đi đó bạn. Tôi mà đi là thua rồi. Không rồi đó. Rồi, vậy là có nghĩa là mình phải đi sao cho được đủ 8 tầng. Ủa, phải không? Có phải không? Hay là do hồi nãy bọn mình không đi cho nên nó mới dịch chuyển mà mình ngược lại đây? Có không? Không biết nữa. Rồi, ok, tầng 6 nè. Trời ơi, giờ phải chơi lại từ màn 6. Ok, màn 6, mọi thứ vẫn ok đúng không? Rồi, nhìn trên nóc nhà nè, mọi thứ ok nè. Rung xỉu luôn các bạn ơi. Rồi, mấy bức tranh này sao? Bình thường nè. Rồi bình thường nè, anh trai nè. À, anh trai có cái ba lô không? À, có, tưởng không có cái ba lô. Ghét thì ghê. Tưởng không có cái ba lô, ok. Rồi, chắc là bình thường rồi đó, đi luôn. Giờ là tầng 7 nè, qua cái. Ủa? Ủa? Sao tự nhiên nãy mình đi cái mình bị lọt vô cái hố màu đen gì đó. Xong cái giờ mình dịch chuyển lại màn 6. Gì vậy? Ủa? Gì vậy trời? Đây là số 6 vô tận nha. Ok, anh trai này vẫn bình thường này nha. Ôi ôi, đừng có nói là từ nãy giờ mắc kẹt ở đây nha. Tôi bị mắc kẹt ở đây nha. Đây, mọi thứ nè, bình thường nè, mấy bức tranh bình thường nè. Trần nhà có gì không? Trần nhà bình thường không có gì hết. Cửa sổ thì sao? Cửa sổ cũng bình thường luôn, không có gì luôn. Ê, sợ quá vậy. Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta không thể nào phá đảo được game này sao? Ok rồi, thôi đi thẳng. Tôi thấy là cũng bình thường rồi đó, đi thẳng luôn. Ủa? Ủa kìa. Ê, mình mắc kẹt thật hả? Ủa, bây giờ mình đi ngược lại nó cũng bị nè, mà mình đi thẳng nó cũng bị luôn. Ồ. Vậy là ba tên hả? À, rồi, vậy là mình hiểu rồi. Cái này một á là game lỗi, còn hai nữa là bọn mình đã rơi vào trong bad ending. Nó có nghĩa là bọn mình đã bị kẹt lại đây mãi mãi các bạn ạ. Rồi xong. Cả tới lẫn lui đều không vô được các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Khoan, vậy là hồi nãy bọn mình đến cái end kia là bọn mình win cho ta? Là mình phải qua cái cổng mới tính là win. À, vậy có nghĩa là bọn mình win rồi nhưng mà tự nhiên bọn mình không đi á chứ. Đúng rồi. Trời ơi. Phải qua cổng kia mới tính là win lận, giờ chưa win đâu. Ok, không sao không sao. Bây giờ tôi sẽ làm lại, tôi sẽ đến cái cổng end cho các bạn coi nha. Tôi chơi một phát một đến cổng end cho các bạn coi nè. Búng tay nè. Rồi, bây giờ hiện tại tôi đang ở tầng 7 nè mấy bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua tầng 8 để kết thúc trận game này luôn nha các bạn nha. Đi qua nè. Let's go. Rồi. End nè. Rồi bây giờ đi thẳng nè, bây giờ đi thẳng nè. Đi thẳng nè, không quan tâm gì luôn nè, đi thẳng nè. Ô, win chưa? Yeah! Đi, bạn đã làm được. Yes sir. Thấy chưa bạn? Bọn tôi chơi game là phải phá đảo bạn hiểu không? Mặc dù hơi lâu xíu, thua hơi nhiều xíu nhưng mà cũng phải phá đảo. Rồi, ủa chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra Sam? Để tôi xem coi. Nói chung là mình cũng không biết được chuyện gì xảy ra thực sự ở trong cái toa tàu S8 này. Nó nói vậy luôn bạn ơi. Ok, không hề biết có chuyện gì đã xảy ra. Ồ, hình như là bọn mình đang ở ngay cái tàu toa đầu tiên nè. Là đang coi cái anh gọi là lái tàu, ảnh đang lái nè. Xảy ra là mình sẽ không bao giờ biết được sự thật. Rồi. Oh. Chúng ta đã hoàn thành được map tiếp theo trong vòng 3 phút. Ok rồi. Ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã phá đảo được tựa game S8 toa tàu bí ẩn ở trong Roblox. Thì có bạn nào thích bọn mình chơi Roblox nữa hay không, đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Tại vì dạo gần đây á, mình quay Roblox mình thấy các bạn ít xem quá, bạn không thích xem Roblox nhiều nên là mình mới chơi nhiều game khác nhau. Nhưng mà nếu các bạn nào mà muốn mà mình chơi thêm Roblox á thì like đi. Nếu như video này đạt được 3.000 like thì tôi sẽ làm tập Roblox tiếp theo nha. 3.000 thôi. Tập này mình chỉ cần 3.000 thôi là mình sẽ làm tập tiếp theo cho các bạn coi liền nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye. Tạm biệt. Chụp hình. Mấy bạn fan cấp kết cho bọn mình giật đăng TikTok. Bye nha.